Vâng. Tiếp tục vào việc anh chị ơi. Một căn nhà hoàn công giá rẻ 2 tỷ 350 triệu. Căn này 80 mét vuông quý anh chị nhá. Nhà có hoàn công luôn. Nhà cấp 4 có gác nhưng mà kiểu như trệt lầu quý anh chị. Xíu nó vào trong em quay cho. Rộng rãi thoải mái lắm. 3 phòng ngủ, có phòng ngủ dưới luôn. Sân trước rộng thoải mái này. Đấy. Thì ngày hôm nay em Hải kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản sẽ review và chia sẻ cho toàn thể quý anh chị mình một căn nhà quý anh chị nhá, tại phường Hưng Định, thành phố Thuận An. Căn nhà này có một vị trí cực kỳ đẹp quý anh chị, nằm trên trục đường Chòm Sao và gần với khu công nghiệp V-Ship 1 và quốc lộ 13 đại lộ Bình Dương đó, và ngã tư Đất Thánh. Những vị trí mà em vừa nêu tên quý anh chị ơi, loanh quanh dưới 1 km thôi. Dưới 1 km thôi thì mình sẽ có vị trí này, khu công nghiệp V-Ship 1 này, quốc lộ 13 hay còn gọi là đại lộ Bình Dương này quý anh chị, ngã tư Đất Thánh này. Đó, rồi trung tâm thương mại EO nó quý anh chị. Đó, năm cái vị trí em vừa nêu tên quý anh chị ơi, loanh quanh ở ngưỡng 1 km đến 1,5 km quay đầu thôi. Nó chỉ ở ngưỡng đó thôi quý anh chị ạ. Đó, còn ngoài ra nhà của mình nằm trên trục đường, nằm hẻm quý anh chị nhá, nhưng mà kế bên trục đường Chòm Sao. À, chỗ này ra trục đường Chòm Sao quý anh chị, đúng 200 m thôi, 200 m là ra đường Chòm Sao quý anh chị nhá. Đó, xung quanh đây người ta ở kín hết rồi quý anh chị ha. Đấy, thì đây là một căn nhà mà em thấy có một vị trí đắc địa, nhưng mà giá thì rẻ, nhà thì hoàn công, pháp lý là chuẩn chỉ, rất là ok. Nên là ngày hôm nay em quyết định ghi hình đăng lên kênh YouTube Hoàng Hải để cho toàn thể quý anh chị mình xem. 80 m², nhà ngang 4 m rưỡi, dài 18 quý anh chị nhá. Đó, thì đây là một căn nhà giá rẻ mà ngày hôm nay em sẽ review. Anh chị nào mà quan tâm thì mình có thể bớt chút thời gian, em sẽ dẫn anh chị mình đi xem ha. Ngoài ra bên em nhận mua bán, nhận ký gửi, nhận tìm nhà đất theo yêu cầu. Bên em cũng chỉ chào bán những bất động sản có sổ hồng riêng, nên anh chị yên tâm nhá. Bên em không có làm sổ chung, nên anh chị yên tâm về pháp lý. Mua bán là mình có thể công chứng chuyển nhượng sang tên luôn. Đó. Thì trước rồi quý anh chị. Khu vực sân trước của nhà mình rồi quý anh chị ơi. Tha hồ để xe máy luôn quý chị nhá. Hiện trạng ở đây gia chủ đang để 3 chiếc này nhưng mà còn trống rất là nhiều ha. Thì nếu mà để mà còn trống mình để tầm 5-7 chiếc thoải mái luôn quý chị, và thậm chí có thể hơn ha. Nếu mà mình để mà nó sát hết luôn á. Thì nói chung là một cái sân trước cũng khá là rộng quý chị ha. Đó. Mình có thể để một chiếc ô tô 4 chỗ được quý chị ạ. Nhưng mà đường nhà mình thì ô tô vào nó cũng hơi cực quý chị nhá. Vào được nhưng mà cực lắm. Chủ yếu là ở đây nếu mà anh chị mình đi xe máy là tiện nhất ha. Được cái thì hẻm thì nó cũng thông hai đầu đó, đường thì thông hai đầu đó. Nhưng mà hẻm ba gác thôi ha, hẻm ba gác quý anh chị nhá. Nói chung ở đây thì mình đi xe máy là thuận tiện nhất đó. Thông tin em Hải đưa là chính xác và đầy đủ, minh bạch ngay từ ban đầu, để dành cho anh chị nào mà mình thấy phù hợp thì mình vào việc ha. Nhà thì nhà giá rẻ, nhà hoàn công, sổ hồng, 80 m, ngang 4 m rưỡi, dài 18. Nhà có 3 phòng ngủ, có 1 phòng ngủ dưới, có sân, sân trước rộng, có phòng khách đây, nhà ăn ở phía sau đó. Đây em quay cho quý anh chị mình xem này. Đó quý anh chị theo, nhà cấp 4 đúc nhá, đúc có gác nha, nhưng mà kiểu như trệt lầu quý chị thấy đấy, nó giống như một trệt một lầu rồi, nó tính ra nó phải gọi là một trệt một lầu đó quý chị ha. Thì chỗ đây là cái phòng khách cực kỳ rộng rồi quý chị thấy không, cao ráo ha, cao ráo quý chị nhá. Đó. Thì nhà này là được cái vị trí đắc địa ở khu công nghiệp V-Ship 1, ngã tư Đất Thánh, quốc lộ 13, đại lộ Bình Dương, trung tâm thương mại Aeon. Thì những cái vị trí đó là thuận tiện cho toàn thể quý chị nào mà mình làm việc công tác đó, hoặc là đang cần tìm nhà tại những cái khu vực đó thì mình có thể tham khảo căn nhà này. Thì đây là một căn nhà giá rẻ mà đáp ứng được một cái vị trí tuyệt vời cho toàn thể quý anh chị mình ha. Đó. Rồi, phòng ngủ dưới đây. Nhà mình có tổng 3 cái phòng ngủ thì sẽ có một cái phòng ngủ dưới nha quý chị nhá. Đây nhá. Đó. Phòng ngủ dưới đây thì gia chủ đang sử dụng để làm công việc ha. Đó, nhưng mà đây là công năng là phòng ngủ quý anh chị nhá. Ở phía trên sẽ có thêm 2 cái phòng ngủ đó quý anh chị ạ. Còn đây là nhà ăn, nhà bếp của mình đây. Đó. Nhà ăn, nhà bếp đó quý anh chị nhá. Ở cuối kia là nhà vệ sinh của mình. Đó. Căn này 80 m², ngang 4 m rưỡi, dài 18. Là tổng là 80 m anh chị nhá. Có 60 m thổ cư rồi, có 60 m thổ cư. Đó. Nhà mình là nhà hoàn công luôn, nhà hoàn công là sổ hồng quý chị nhá. Sổ có thể hiện nhà ở trên đất nhá, là cả nhà cả đất quý chị nhá. Mua bán là chuyển nhượng sang tên, hỗ trợ ngân hàng là tầm 75% đến 80% cho anh chị mình luôn. Tại vì nhà hoàn công là hỗ trợ ngân hàng rất là cao. Đây, cái giếng trời này, ở dưới cầu thang này. Đó. Đó là để em di chuyển lên đây em quay thêm 2 cái phòng ngủ cho anh chị mình xem, và khu vực nhà vệ sinh của mình. Đó, nhà vệ sinh thì ở cuối đây, một cái phòng ngủ tiếp theo là phòng ngủ số 2 anh chị nhá. Tổng 3 cái thì một cái ở phía dưới và trên này có 2 cái lận. Đó. Nhà đang trong quá trình sử dụng anh chị ha. Thì anh chị nào mà cần tìm căn nhà giá rẻ thì mình có thể tham khảo căn nhà này, nhà vệ sinh mình đây. Đó. Nhà giá rẻ 3 phòng ngủ lận ha. Đây. Khu vực cầu thang mình quý chưa? Trên trời đây ha. Rồi, phòng ngủ số 3 này. Đó. Vậy là tổng kết lại, nhà mình có 3 phòng ngủ, 1 phòng ngủ dưới anh chị nhá, 2 phòng ngủ ở phía trên nhá. Nhà 80 m², thổ cư 60 m, ngang 4 m rưỡi và dài 18 m, nhà hướng đông bắc dành cho anh chị nào mà Tây Tứ Trạch. Đó. Phòng khách và sân trước rất là rộng nhá. Rồi, nằm trên trục đường Chòm Sao, phường Hưng Định, thành phố Thuận An. Gần khu công nghiệp V-Ship 1, gần trung tâm thương mại Aeon và gần quốc lộ 13 đại lộ Bình Dương. Đó. Gần ngã tư Đất Thánh. Những vị trí đó là loanh quanh 1,5 km quay đầu hết quý anh chị nhá. Rồi, em xin chào và hẹn gặp anh chị trong các video mới.